làm xong món bông cải xào củ hành và nấm. Đây là bữa cơm chay thanh đạm của mình hôm nay. Khô và nấm kho tiêu. Canh mồng tơi với nấm và rau luộc, khô chiên, cơm và nước xăm. Đây là rau bồ công anh. Rau này thì theo mình được biết rất là tốt cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa được ung thư nữa. Thì đây là cái cây bồ công anh mình mua ở chỗ bán cây giống á, chứ nó không phải là cái loại bồ công anh mà nó mọc hoa dại ở ngoài sau vườn. Cái loại rau này thì ở ngoài chợ chợ Mỹ á, họ cũng bán rất là nhiều. Thì mình mua cái cây này ở chỗ bán cây giống á, thì mình mua chỉ có một cây thôi thì 4 đồng, và 3 cây thì 10 đồng. Nhưng mà nếu mà mình mua một cây thì đủ rồi ha, tại vì nó ra rất là nhiều, mình ăn cũng không có hết. Một cây thôi mà mình hái một lần nó ra bao nhiêu đây nè, khi mà nó lớn lên rồi nó thành một cái bụi rất là lớn luôn. Cái rau này thì mình cũng có thể nấu nước uống giống như trà ha, hoặc là mình xay nước mình uống, hoặc là mình phơi khô mình làm trà cũng được. Còn không thì ăn giống như rau sống. Quá chừng luôn ha. Hôm nay mình ăn chay cho nên mình chia sẻ món ăn chay với mọi người nha. Ăn chay cũng hấp dẫn lắm. Đây là khô chay ha. Đây là khô chay nè. Ở đây mình có nấm đông khô, bông cải, nấm trắng và rau ở trong vườn. Đây là rau bồ công anh. Thì mình dùng cái lá để mình làm rau luộc ha. Còn cái cọng thì mình sẽ nấu nước uống. Rau mồng tơi nè. Mọi người coi cái lá mồng tơi nè. To, thiệt là to. Rất dễ sợ không? Còn đây là đọt bầu, đọt bí gì đó. Mình chưa biết nó là cái gì nữa. Còn đây là rau keo. Thì rau này mình sẽ luộc ha. Còn mồng tơi mình sẽ nấu một tô canh với nấm. Hôm nay thì mình không có tàu hũ. Còn bông cải thì mình sẽ xào ha. Xào với củ hành. Trong lúc chiên khô thì mình mới bắt cái nồi cơm lên ha. Khô chiên này thì nó cũng mau vàng lắm, nên lúc mình chiên mình cũng phải canh nó để nó bị khét ha. Muốn khét rồi chứ. Khô lúc nãy mình chiên á, thì nó còn tí xíu dầu nè. Thì cái dầu này mình không có sử dụng, mình bỏ đi ha. Và mình sẽ làm cái nước sốt mới. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt ha. Mình sẽ cho vào cái chảo hồi nãy mình chiên đó. Mình đổ dầu đã hết rồi. Thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường ha.
một muỗng canh dầu. Dầu này là mình đã khử tỏi rồi cho nên nó thơm lắm. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây là hai muỗng canh nước tương. Và đây là dầu hào chay. Mình sử dụng dầu hào chay cho món mặn và món chay luôn ha. Cho vào đây một muỗng dầu hào chay. Bây giờ thì mình sẽ xào nấm nha. Nấm với củ hành nè, mình đã cho vào đây là một ít bột nêm và tí xíu đường. Mình đổ vô đây mình xào thôi. Và bây giờ mình sẽ xào bông cải nha. Mình cho vào đây một xíu bột nêm, tí xíu muối và tí xíu dầu hào. Bông cải này thì mình đã luộc qua nước sôi tí xíu rồi đó, cho nên nó cũng chín phần nửa rồi. Bây giờ đây chút xíu nước tương cho nó có mùi thơm và cho hành lá vào đây luôn. Bây giờ mình sẽ luộc rau ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt nồi canh. Nấm lúc nãy mình xào nè, mình sẽ cho vào nồi canh phân nửa ha. Mình sẽ cho vào đây một ít muối ha. Và một ít bột nêm. Này chắc khoảng 1/4 muỗng cà phê. Cho tí xíu đường, tí xíu à. Mình bắt cái chảo nước sốt lên rồi nè, rồi mình bỏ cái nấm xào, rồi khô mà nãy mình chiên á, mình bỏ vô rồi luôn ha. Rồi mình nấu khoảng chừng 5 phút thôi, cho nó sệt sệt lại là được rồi ha. Mình sẽ cho hành lá và ớt. Hấp dẫn chưa? Cho một ít tiêu vào nữa. Đó. Thơm thơm cay cay. Chấm với rau luộc ăn cơm là hết sảy. Ăn chay cũng rất là ngon, có phải không mọi người? Và cách nấu cũng rất là đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Đây là bữa cơm chay thanh đạm của mình hôm nay.
mình chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người ăn chay thì mình có thể làm món này cũng rất là đơn giản. Thì cái khô này thì mình có thể mình thay thế bằng tàu hũ chiên hoặc là ham hoặc bó sổ đều được ha. Chỉ có khô này thôi thì mình ăn với cơm là cũng rất là hấp dẫn luôn. Lá nho thì khi mà mình luộc á thì nó có cái màu không có tươi lắm ha, nó chuyển sang màu vàng. Thì mình thử mình ăn, vì đây là lần đầu tiên mình thử ăn đậu lá nho. Rồi, mời mọi người ăn với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.